Tôi Lưu Nguyễn Hoa Kiển xin mến chào bà con nha. Thì hôm nay mình có trở lại cái shop hoa kiển của Như Ý để review bông trang. Rồi mình chi tiết mình gặp Như Ý nha bà con. Dạ em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của anh Liêm. Thì địa chỉ vừa nghe ở 126A ấp Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0707069329. Thì mua hàng bên em với cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm nha. Đơn hàng từ 150.000 trở lên thì dù em bao ship, với cô chú anh chị mình nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán nha. Thì không mất thời gian của cô chú anh chị, em lên ngay cây giống đầu tiên. Em bán theo cặp nha. Cô chú nào không muốn mua cặp thì nói em có thể tách lẻ. Cây này rất đẹp nha bà con. Dạ, đầu tiên là cam kép cánh sen đỏ màu. Hai cây này đồng một chạy, em đo đại diện một cây. Cây này thì cao 32, em tính là 3 tấc. Đang có hoa nha cô chú anh chị. Thì một cặp cam kép cánh sen đỏ màu này Zalo của cô chú anh chị mình là 150.000. Em sẽ tặng kèm thêm một cây vàng sọc đầy đầu nha. Đây, một cây này là hai cây 150.000 luôn. Dạ. Rồi rẻ vậy. Em tặng kèm một cây đời đầu và bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hoa rất là đẹp luôn bà con ơi, đỉnh luôn. Đây nè. Quá đẹp. Dạ. 150.000 bao ship tặng kèm một cây vàng sọc đầy đầu. Rồi. Rồi em xuống đây luôn. Shop chuyên nghề cung cấp cây giống các loại nha bà con. Rất là nhiều giống. Là em lên cho cô chú anh chị mình cái combo và lá cẩm thạch bên em là gồm đỏ bạch, nhung, đỏ nhung cẩm thạch, bạch tiết trang. Đây bạch tiết trang đây, lá trắng. Dạ. Trắng xanh đậm. Dạ cây đu ba cẩm thạch nha. Đây, đỏ nhung lá cẩm thạch. Đây là đu ba cẩm thạch. Dạ. Cái combo gồm 4 màu lá cẩm thạch bên em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200.000. Cây có thể cao như cây bạch tiết trang là gồm nhất là tầm 1 tấc thôi. Và những cây này có thể tầm 13, 12 giống chú anh chị. Tuy là cây giống nhưng mà bảo đảm là bà con sống trọn ha. Dạ em đã sang màu ra rễ hết rồi nha. Rồi. Thì combo gồm 4 loại lá cẩm thạch này giao lưu với cô chú anh chị mình là 200.000. Em bao ship. Còn nếu cô chú anh chị nào mà không muốn mua 4 loại này hoặc là lá có loại nào thì em cũng có giá tách lẻ luôn. Giá tách lẻ thì đầu tiên là đỏ nhung là 20.000, ngọc như ý 30, bạch tiết trang thì 120, còn Dubai cẩm thạch cũng 120 luôn. Tính ra giá lẻ nó rất là cao nha chú anh chị, gần 300.000. Còn của chú anh chị mình mua 4 cây chỉ có 200.000 thôi. Em xuống kết hợp giá khuyến mại. Dạ đúng rồi. Tiếp theo là cây Phụng Long Châu. Cây này cao 3 tấc nha quý chú anh chị, size 3 tấc là 50.000. Bên em đang thì luôn có quý chú anh chị mình mua 5 cây giống cùng loại, em sẽ tặng kèm thêm một cây nha. Cái lá này nó màu vậy chứ không phải nó bị ấy nha bà con. Đặc dạ. biệt của cái lá này nó đếm đếm vậy đó. Dạ. Một cây 50.000, mua 5 cây Phụng Long Châu thêm một cây Phụng Long Châu nữa nha. Bên em cứ mua cây giống 5 cây thì em sẽ tặng một. Mua 5 cây cùng loại thì tặng một. Dạ đúng rồi. Còn quý chú anh chị nào ngán tiền thì em cũng có size nhỏ hơn là size chậu ly. Thì chậu ly thì có cao tầm 4-5 cặp lá. Dao động một cây như thế này là một tấc hơn. Giao lưu của chú anh chị mình là 20.000 một cây thôi nha. Chú anh chị nào có thể có nhiều size cho chú anh chị mình lựa chọn nha. 20.000 cho size chậu ly. Tiếp theo là cây phóp tím nha chú anh chị. Em đại diện lấy cây có hoa cho chú anh chị mình dễ tham khảo. Chiều cao cây này là 18cm. Phóp tím giao lưu của chú anh chị mình với mức giá của nó là 50.000. Cường lấy cái thước cường đo cái cánh bông này tới cánh bông này đi. Chiều rộng của cái hoa gần 3, hơn 3cm. Dạ, cánh bông này rất là to nha quý chú anh chị. Phát tím rất to. Rồi. 50.000 một cây, 5 em tặng 1 luôn. Rồi tiếp theo là cây cẩm thạch lá rí nha. Cây này thì cao 12, em tính là 1 tấc thôi nha. Thì cẩm thạch lá rí bên em giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá của nó là 80.000. Cây đang có nụ luôn. Dạ, chậm này rất là chậm lớn nha. Bông trắng sọc hồng. Dạ. Tiếp theo là mỹ vàng son sữa. Sai cây giống, cây này thì cao 25, 2 tấc rưỡi đổ lên. Thì mỹ vàng son giao lưu với cô chú anh chị mình là 20.000, mua 5 em tặng 1 luôn. Đơn hàng 150.000 đổ lên thì em bao ship nha. Tiếp theo là cây vàng sọc ánh kim hay còn gọi là ánh dương. Cây này thì cao 17, em tính là 1 tấc rưỡi. Giao lưu cùng với cô chú anh chị mình là 50.000 cho cây vàng sọc ánh kim nha. 50.000. Tiếp theo là đỏ đuôi phụng. Một lát em mới giao lưu cây lỡ cho cô chú anh chị mình nha. Cây này thì cao 30. Thì đỏ đuôi phụng giao lưu với cô chú anh chị mình với mức giá là 30.000 cho một cây đỏ đuôi phụng. Đặc điểm của cây này là từ 3 đến 4 cặp lá nha cô chú anh chị. Cây này là cây mẫu hay mình còn dạ, số lượng rất nhiều ha. Dạ, số lượng mỗi cây giống bên em thì rất là nhiều. Em để cây mẫu lên thôi. Tiếp theo là cây vàng son Cần Thơ. Cây
cây này cao 20. Thì về sau Cần Thơ bên em giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá là 25.000 nha. Năm em tặng một luôn. Sai cây giống bên em là cứ năm em tặng một. Tiếp theo là Mỹ trắng, đột biến từ Mỹ hồng lên nha cô chú anh chị. Cây này cao 17. Em tính là giao cây từ 1 tấc rưỡi đổ lên. Thì Mỹ trắng bên em giao lưu với cô chú anh chị mình là 50.000 một cây giống. Mua 5 cây em tặng một luôn nha. Mỹ trắng. Tiếp theo là vàng son Ngũ Phúc. Cây này cao 16, em tính là 1 tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Dòng này thì em cũng có số lượng cây giống rất là nhiều luôn. Thì giao lưu với cô chú anh chị mình là mỗi cây như thế này là 20.000. Mua 5 em tặng 1 luôn. Vàng son Ngũ Phúc 20.000 một cây giống. Rồi tiếp theo là tím sen Vĩnh Châu nha cô chú anh chị. Dòng này hoa thơm. Em giao những cái cây thì như thế này đổ lên nha. Cây này có bông. Tím chú sen nào, Vĩnh Châu. Dạ. Với cô chú anh chị nào mà muốn có bông thì em lựa bông nha. Còn không lựa hàng đọt và chống chú chị mình chăm mau lớn. Cây này thì cao 23, em tính là giao cây từ 2 tấc đổ lên. Thì tím sen Vĩnh Châu giao luôn của chú anh chị mình là 20.000 một cây giống nha. Năm em tặng một luôn. Tiếp theo là Mỹ Đỏ Hoa Mai. Vườn em thì có rất là nhiều loại giống nha chú anh chị. Cây này thì cao 25. Đó, thì Mỹ Đỏ Hoa Mai giao luôn của chú anh chị mình là 30.000 một cây. Năm em tặng một luôn cho Mỹ Đỏ Hoa Mai. Tiếp theo là Phụng Long Châu. Cái này là dạng nhiều tượng nha quý chú chị. Phụng Long Châu. Cây bên đây thì cao 27. Em tính là 2 tấc rưỡi nha quý chú chị. Hai cây này là một dạng. Thì một cặp Phụng Long Châu như thế này là 150 và em bao ship luôn nha. Tất lẻ là 80.000 một cây. Hai cây này chỉ 150 và em bao ship luôn. Cây này dán bonsai về bà con chơi nhiều tàn tượng. Dạ, Phụng Long Châu. Dạng này cũng rất là hiếm nha chú anh chị. Em có số lượng có dạng này luôn nha. Tiếp theo là cây giống vàng thọc đời đầu nha. Còn gọi là Tiền Giang. Cây này cao 20. Thì vàng thọc đời đầu giao lưu chú anh chị mình là 20.000 một cây. Năm em tặng một luôn nha. Đặc biệt ở đây là có cái dòng cánh kép rất đẹp nha bà con. Này rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo em lên cho quý cô chú anh chị mình một cái combo bao gồm 15 cây. Thì bao gồm là 5 cây phụng hoàng lửa, 5 cây phụng hoàng kim và 5 cây phụng hoàng cam. Một cái combo gồm 15 cây giống trong quý cô chú anh chị. Thì mỗi cây như thế này tầm như cây phụng hoàng kim thì tầm 18cm, phụng hoàng lửa thì tầm 11, phụng hoàng cam thì tầm 12 nha quý chú anh chị. Bưng là cả 1 tấc hay? Dạ, 1 tấc hơn. Cả 1 tấc. Thì em sẽ cố gắng lựa những cái cây mà cao nhất có thể cho quý chú anh chị mình. Thì một cái combo gồm 15 cây, 3 loại phụng hoàng cam, phụng hoàng kim, phụng hoàng lửa, mỗi thứ 5 cây như thế này á. Giao lưu với quý chú anh chị mình mức giá là 200.000, cho 15 cây rất là rẻ luôn, 200.000 em bao ship luôn. Còn quý chú anh chị nào mà không muốn mua số lượng nhiều như vậy thì em cũng có giá lẻ luôn nha. Giá lẻ cho phụng hoàng cam và phụng hoàng kim là 15.000, còn phụng hoàng lửa là 20. 15 cây, bà con sẽ có được nguyên một vườn hoa luôn. Dạ, 15 cây, 200k. Dạ, em bao ship đến tặng tay cho quý chú anh chị mình luôn. Quá đẹp. Cây rất là đẹp bà con ơi. Về bà con trồng được nguyên một cái khu vườn. Rồi. Tiếp theo là phụng hoàng lửa. Cây này chỉ là cây cái mặt hoa nổ thôi nha quý chú anh chị. Em giao lưu là những cây như thế này đây. Cây này thì cao 52. Em tính là 5 tấc nha quý chú anh chị. Giao lưu cùng với cô chú anh chị mình là 50.000 cho một cây như thế này. 5 cây em tặng 1 luôn nha. 5 cây em tặng 1 luôn, 250 em được tặng thêm 1 cây nữa. Rồi tiếp theo thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình những cái loại cây lỡ bên em. Đầu tiên là vàng sọc nha quý cô chú anh chị. 3 cây. Đó, em để riêng trước mỗi cây như thế này cho quý cô chú anh chị mình xem nè. Thì em để lên 3 cây nha cho quý cô chú anh chị mình dễ nhìn cái thực tàn của nó hơn. Cây đang có hoa nha quý cô chú anh chị. Vàng sọc đọt xanh. À, vàng sọc này cái lá đặc biệt nó bong bong rồi bà con. Dạ. Cây này thì cao 90. Thì một cái combo gồm 3 cây vàng sọc như thế này đang có hoa. Giao lưu cùng với cô chú anh chị mình là 200.000 và em bao ship luôn nha. 200.000 cho 3 cây. Thì cô chú như là không lấy 3 cây em cũng có giá lẻ luôn nha. Giá lẻ là 80.000 một cây như thế này, 2 cây 150, 3 cây 200. Rồi em xuống cây luôn. 3 cây vàng sọc 200k bao ship cho bà con. Cây hoa rất đẹp luôn. Tiếp theo là phụng hoàng lửa. Cây này đang có hoa rất là nhiều nha quý chú anh chị.
Ồ, ở đây được ba cái hoa dưới này, bốn ba cái búp đang chuẩn bị nở nữa. Cây này thì cao 55. Thì cây phụng hoàng lửa này giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá là 100 ngàn nha. Cô chú anh chị nào lấy thêm một cây giống nữa thì em bao ship cho cây này luôn nha, 100 ngàn. Rồi. Theo là lên hường sọc nha quý cô chú anh chị. Hường sọc, bốn mặt hoa. Cái này là hoa mẫu thôi nha. Cái này có hoa mẫu thôi. Những cái cây em ra là tược tàn nhiều như thế này cho quý chú anh chị mình chơi là vừa. Hường sọc này hoa đặc biệt ha. Dạ. Rồi. Những cây em ra là những cây như thế này, tược tàn nhiều như thế này nha. Cây này cao 65. Giao lưu quý chú anh chị mình là 80 nghìn một cây. Hai cây thì 150, ba cây 200 luôn nha. Cây này là một cốt bằng ngón út nè bà con. Dạ. Từ từ này để riêng giống như vậy. Cây thần chậu, sống chậu từ nhỏ tới lớn rồi không biết. Dạ đúng rồi. Rồi, xuống các cây. Các hàng đều hết trong cái chỗ gì mình. Bà con về chỉ có thay cái chậu là tuyệt vời. Tiếp theo là đỡ đuôi phụng nha quý chú anh chị. Này nó dày tàn hết luôn nha chú chị. Đỏ đuôi phụng. Tàn xum xê luôn rồi. Cây này cao 60. Hai cây này là một dạng những chị tược tàn rất là nhiều luôn. Này mình giao lưu cặp hay lẻ đi? Dạ em cũng có giao lưu cặp cũng giao lưu lẻ luôn. Lẻ luôn ha, tùy theo bà con yêu thích ha. Dạ. Một cặp là 150 nha quý cô chú anh chị. Cặp 150. Dạ lẻ là 80 ngàn. Đặc biệt cái này lá nó cái nách lá từ 4 năm cái lá nha bà con. Chứ sai cây giống thì đã 30 ngàn à. Cô chú anh chị mình mua cây này nó rẻ hơn rất là nhiều nha. Tàn cực xum xê cây này. Hoa nó cũng rất là lạ luôn. Tiếp theo là tím sen Vĩnh Châu. Cây này thì đang có búp chuẩn bị có hoa nha quý chú anh chị. Tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm mà rất là xiên hoa. Cây này cao 45, tán ngang của nó là 33. Thì cây tím sen Vĩnh Châu này giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá là 100 ngàn. Quý cô chú anh chị nào mình chọn thêm vài cây nữa thì em bao ship cây này luôn nha. Chọn thêm một hai cây giống nữa. Cây quá đẹp rồi. Dạ, 100 ngàn hết nha. Tiếp theo là một cây hồng cánh kép. Wow, cái bông chuẩn bị nở. Cây này cao 50. Cái ngang của nó cũng 50 luôn nha quý chú anh chị. Thì cây hồng cánh kép này giao lưu cùng với cô chú anh chị mình là 120 ngàn thôi nha. Này góc bằng ngón tay út luôn. Dạ. Rồi, 120 ngàn. Cây cái hoa rất sung luôn nha bà con. Tiếp theo là vàng không sữa Mỹ vàng son nha quý chú anh chị. Cây này thì cao 1m1 nha quý chú anh chị. Tiếng ngang của nó là 60. Thì cây Mỹ vàng son vàng không sữa này giao lưu với quý chú anh chị mình là 200 ngàn nha. Em bao ship luôn cây này 200 ngàn. Cây này rất là sung luôn ha. Dạ, đang có búp nha quý chú anh chị, chuẩn bị ra hoa 200 ngàn thôi. 200k. Sen Vĩnh Châu nha. Hoa thơm xiên hoa. Cây này thì cao 65. Tán ngang của nó là 50. Thì cái tím sen Vĩnh Châu này giao luôn của chú chị mình là 200 ngàn. Vậy em bao ship cây này luôn nha, 200 ngàn. 200k. Cây đang bứt nụ nữa bà con, khá nhiều. Tàn nó nhiều nha. Con về mà trồng tím sen Vĩnh Châu á thì bà con phải sắm thêm cây cây kéo để cắt hoa, hoa ra hoài luôn. Tiếp theo là một cặp vàng cánh kép, vàng kim cúc nha quý chú anh chị. Số lượng cái dạng này cũng có rất là nhiều luôn. Cây này cao 52, tán ngang của nó là 36. Thì cây một cặp như thế này giao lưu chú anh chị mình là 150, giá lẻ là 80 ngàn một cây nha. Vàng hai cây kim chỉ cúc. Có 150 thôi. Vàng đi, em lấy cái góc. Cái góc bằng tay út luôn bà con. Cây này hùng chậu nha quý anh chị. Sống chậu rồi thay chậu thôi. Chậu từ nhỏ luôn. Cánh kép hoa vàng rất đẹp. Tiếp theo là vàng sọc đầy đầu nha quý anh chị. Cây này thì có chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là 30. Thì cây vàng sọc đầy đầu này giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn. Em sẽ tặng kèm thêm một cây giống đầy đầu nữa nha, 150 em bao ship luôn.
Thì một cây giống này đầu cũng có chứng tàn tược rất nhiều ha. Dạ. Tàn tược xum xê cho bà con ơi. Đây là vàng son Cần Thơ. Cái này cũng là thuần chậu nha quý anh chị. Quý anh chị mình về chơi hoa xong thì mình với chú anh chị mình cắt tàn lại nha. Còn cho nó ra lại nhiều. Cái này thì cao 90. Tới ngang của nó là 30. Thì cây vàng son Cần Thơ này giao lưu với chú anh chị mình là 120.000. Dạ. 120.000 cho cây này nha. Chú anh chị mình là lấy thêm cây giống nào nữa thì em bao ship luôn nha. Cây hoành gốc gần bằng ngón út. Và cuối của các clip này là một cây vàng son, một cây mỹ vàng son nha. Cái này là dạng lùng lực luôn quý cô chú anh chị. Vàng son sữa. Ừ. Cây này cái hoành gốc bằng ngón tay út hơn. Cây này cao 60 tới ngang của nó là 40. Thì cây mỹ vàng son này giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là 150.000. Vậy em bao ship luôn cây này. Thì đây cũng là cây của clip, rất mong quý cô chú anh chị mình sẽ xem và ủng hộ cho cái video này của em. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn Như Ý nha. Thì cũng rất là cảm ơn bà con biết đến nhà vườn của Như Ý nha bà con. Hy vọng bà con sẽ yêu mến những cái cây giống và cây lứa đang hoa của nhà vườn Như Ý. Ví dụ như những cây này nè. Đó. Rồi, cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip khác nha. Bye bye bà con.